Mới đây tại Hà Nội, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương và Tạp chí Công Thương đã phối hợp tổ chức cuộc thi chung kết tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2022. Cuộc thi thuộc đề án tăng cường tuyên truyền giáo dục phổ biến chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho người tiêu dùng yếu thế giai đoạn 2021-2025. Phát biểu tại buổi chung kết, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, đối tượng người tiêu dùng trẻ ngày càng chiếm vai trò quan trọng. Các bạn học sinh, sinh viên là một trong những đối tượng người tiêu dùng cần được ưu tiên trang bị các kiến thức, kỹ năng để phục vụ cho các hoạt động tiêu dùng. Thông qua các phần thi, các học viên, sinh viên đã thể hiện nội dung những quyền của người tiêu dùng được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân trên cương vị người tiêu dùng cần tìm hiểu và tự trang bị kiến thức cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bản thân, cũng như có trách nhiệm đấu tranh với những hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Từ đó truyền tải đi thông điệp, bảo vệ người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Cuộc thi tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2022 được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của công chúng, đặc biệt là các nhóm người tiêu dùng trẻ, qua đó góp phần tích cực trong việc tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng thực thi hiệu quả các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Đại học Luật Hà Nội, giải nhì cho Đại học Kinh tế Quốc dân và giải ba cho Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.